Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và 369 đại biểu đại diện cho cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương đã về dự đại hội. Chủ đề của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh: 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động giáo diết thực hiện diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các cơ quan đặc biệt nước ngoài tập trung tấn công, thâm nhập, tác động, chuyển hóa, tạo dựng các nhân tố chống đối trong nội bộ cũng như đẩy mạnh tập hợp lực lượng đối lập trong nội địa nhằm tiến hành cách mạng màu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, số đối tượng chống đối trong nước cấu kết chặt chẽ với bọn phản động bên ngoài, hoạt động chống phá công khai quyết liệt hơn. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa cũng ngày càng nguy hiểm hơn. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung chỉ đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 5 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Trong báo cáo chính trị trình đại hội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ 5 năm qua, phát huy vai trò nòng cốt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng công an luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng có ý nghĩa chiến lược về an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội và giữ vững độc lập chủ quyền đất nước, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Với những giải pháp đồng bộ quyết liệt, công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt, kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng công an nhân dân đã có những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Thủ tướng khẳng định, lực lượng công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động, nắm chắc, phân tích dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước. Nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản chiến lược về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ứng phó kịp thời trước những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp của thế giới, khu vực tác động tiêu cực vào nước ta, góp phần thiết thực bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, gây bạo loạn, gây bất ổn định chính trị xã hội nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, phát huy cao nhất thời cơ thuận lợi và thành tựu đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, tự do, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh, hội nhập và phát triển, tiến cùng thời đại, sánh vai với bạn bè trên thế giới như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nước ta đã đề ra. Để góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu cao cả này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
để xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó. Đồng thời, phải thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, đi cùng với chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đội lần thứ 12 của Đảng, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phải tiếp tục kiên định xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phải nghiêm túc giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng công an nhân dân. Xử lý kịp thời, hiệu quả, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước của các thế lực thù địch. Chủ động phòng chống khủng bố, gây bạo loạn, gây mất an ninh trật tự, phục vụ tốt sự nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế và phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Đảng Bộ Công an Trung ương cần tiếp tục tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân phát huy cao nhất quyền công dân, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan điều tra, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp trong công an nhân dân, đi cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa công an nhân dân với quân đội nhân dân, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các bộ ngành, với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như với toàn thể nhân dân nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ trật tự. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thiết thực, hiệu quả với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực cần thiết. Phải tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, các tổ chức đảng trong công an nhân dân và lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương cần chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khủng bố, chủ động tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và thế giới, đồng thời chủ động tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì nước quên thân, vì dân phục vụ, luôn xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, một lực lượng vũ trang trọng yếu, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.